Hello bạn, xin chào 500 anh em đã lại quay trở lại với Phương Thảo Phát Sinh. Anh em tao hôm nay lại quay trở lại vị trí này đánh các bác nhá. Điểm này thì cực kỳ đẹp mà dạo này câu rất nhiều cá to các bác ạ, nhưng rất thích sang đây luôn. Ở đây thì gần như là ngày xưa bèo cũng nhiều các bác ạ, thì là cá cứ trú ngụ đấy, dân người ta đánh bắt được. Thành ra có cái chỗ này câu rất là phê. Hôm nay em sang đây thì tầm này 10 giờ rồi. Trời nó hơi nắng các bác ạ. Ngày trời đông rất là rét, em vừa vận chuyển một chuyến đồ ra ngoài kia. Thì nó nóng quá bắt đầu lại phải cởi áo ra để ngoài kia đấy các bác ạ. Ở trong đây là khu vườn các bác này. Khu vườn đẹp chưa, cà chua này, hành. Đợt này là vào mùa đông này người ta trồng hành mới tỏi nhiều. Ở đây là tỏi không phải hành các bác ạ. Đợt này người ta mùa đông người ta trồng hành tỏi nhiều thật. Đây là cái tỏi không phải hành. Em vừa nhìn qua cái tầng hành các bác ạ. Và xa xa kia là su hào xuống. Rất nhiều su hào luôn, cứ mùa đông thì bắt đầu mới có su hào. Cái điểm vào điểm câu thì cũng không cần phải giới thiệu nhiều, bởi vì anh em đã xem video của em rất là nhiều. Chỗ này đi rất là nhiều video, khoảng 4-5 cái rồi cơ. Rồi bây giờ anh em ta ra ngoài kia đi. Hôm nay em cũng sẽ ra tận ngoài kia đánh các bạn. Ngoài kia nó bớt hết bèo, đánh ngoài kia rất là hay. Đi thôi. Thì người ta gọi đây là con kênh các bác ạ, hoặc là nhiều vùng miền khác người ta có thể gọi là con sông nhỏ. Cái sông này nó cũng đổ ra sông lớn các bác nhá, đấy chảy dồn hết ra sông lớn thôi. Lâu lắm rồi, hôm nay em sẽ đánh đài kết hợp với lăng xê các bác ạ. Đài và lăng xê kết hợp, cần đánh con 4,5 m siêu nhẹ, con này siêu nhẹ luôn. Nó còn có pha trong đấy mới còn đâu nhỉ? Đấy có pha nhỏ đánh. Ủa. Đây còn này đi. Hôm nay quên em mở cầm mấy quả pha nhỏ nhỏ đánh mà quên mất rồi. Phải đánh quả pha to đi. Qua nhà cũng buộc là sẵn chục cái thẻo rồi, ra là chỉ ra quất luôn thôi. Nước ở đây đáy bèo nó dễ thối nhiều anh em ạ. Nhìn nước cũng đâu không sâu đâu. Anh em ta đánh thêm hai cần năng xê chống móm. Cái này chống móm thật ra là em thấy đánh rất hiệu quả các bạn ạ. Bộ môn này đánh đa phần được cá to. Nó không dính thì thôi nhưng dính được cá to. Ở chỗ này địa hình nó hẹp nên là em chỉ đánh hai cần thôi. Đánh một cần đài trông là vừa tầm.
Cần cắn đấy, đấy cắn anh em rồi. Con này cắn rồi. Dính anh em ạ. Dính ngò. Gì đây? Ui, chập vàng anh em ơi. Treo một táo anh em ạ. Con này mà có bể thả tốt đấy. Nhà em này không chơi cá nữa, thôi con này thả đi. Sắp đến ngày cúng táo anh em ạ, thôi thả đi. Đây nhiều chép đỏ lắm. Đi. Mồi vẫn còn nguyên này. Vẫn còn nguyên anh em ạ. Nó cần kia dây nó cũng trùng rồi kìa. Đấy, cần cắn này anh em. À, cắn này. Vậy con này dính rồi anh em ạ. Giật trùng dây này. Đấy. Mẹ trùng à. Dính chưa? À, dính luôn. Cái gì đây? Con gì quay? Là lật này chắc là cá rô rồi. Rồi à, rô phi anh em ạ. À, rô đẹp đấy. Ui, rô to. Ai à, rô to. Ui, trời ơi. Ui, trời ơi. Đừng có rô to anh em này. Có nhìn rô phi đẹp chưa? Để nói là công nhận ở đây rô to đẹp quá này. Wow. Dậy. Rồi, con này gỡ. Làm yên. Đẹp quá. Được con rô đầu tiên tương đối xịn. Mới ăn hết một ít mồi. Thả luôn đây các bác nhé. Ăn hết một nửa mồi. Đồng mũi. Úi giời. Ôi thế trượt. Bọn này nó ăn đè thôi. Bọn này chắc ăn đè anh em ạ. Toàn. Đâu còn bầm. Ui dạ. Đây rồi anh em ơi. Úi giời, mẹ rộn bẻ này. Định làm anh em xem video đơn đài mà không làm nổi anh em ạ. Cá ở đây nhiều cá con quá. Đây toàn dọn bẻ nó phá hổ, toàn ăn đè thôi, không giật được. Em giật từ lẫy giờ nó toàn nín cái xong rồi nó đè. Giật không dính. Thay lưỡi nục vào rồi giật nó tung người nó lên anh em nhé. Em cởi cái thẻo này. Sẽ là tung xác nó lên. Đánh nục thì nhanh cá chỉ cần đè phát. Như em vừa xem mấy quả vừa rồi nó đè lưỡi nục nào có thể ăn ngay rồi đấy. Chứ đánh bộ môn đơn này khó nhai lắm.
Nước ở đấy nó hơi nông thì chắc là phải buộc ngắn cái lưỡi vào. Ok, anh em ta thả nó. Đánh nục cho nó nhanh anh em ạ. Đường đài khó nhai lắm. Còn nhấp nhấp này chắc phẩm bể rộng bể rồi đấy, ui rô to anh em ơi, rộng bể rồi đấy, ui rô to anh em ơi, cô này đấy, đánh nục nó dính như này mà vừa đánh đơn đài nó cũng chỉ tỉa kiểu vậy các bạn, cỏ đấy. Ui, con rô phi to chưa anh em này, vừa em đánh đơn đài nó cũng tỉa kiểu vậy mà nó không dính, nhưng mà đánh nục cái dính này phê thật. Các bạn nhìn phê chưa, to đấy, to đấy, đẹp đẹp. Chạm nục thì vào. Wow. Ok, phải nói là lục đánh ok phết anh em ạ. Rõ ràng vừa đánh đơn đài phao nó chỉ nháy nháy như vậy mà nó không cắn luôn. Thế con này cắn nháy nháy vậy mà lại hàng to. Quá đã. Ây da, ây da, ui dồi ôi, ui dồi ôi, một rô phi một đoạn bể, rô phi to anh em ơi, hai con luôn, một rô phi một đoạn bể. Anh em ơi, các bác thấy quả sấp đôi là được một con này, một con rộng bể luôn các bác, hai con. Đã đấy, rô đây chúng là đẹp. Anh em nhìn này, cái thành phần rô như này thì quá là ok rồi. Đẹp đấy, đang ăn bánh thì cá cắn. Ngon đấy anh em ạ. Cần này rất là nhẹ, anh em ngồi vùi một tay cũng vùi được. Đây rồi anh em ơi, à chà. Đây rồi anh em ơi, à chà. Đấy, nó phải như thế. Nó phải như thế anh em ơi. Đẹp, 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 đẹp. Rùa đẹp, ngọt đây. Kéo phá đẹp quá. Nó phải như thế anh em ạ. Cỏ đấy. Ăn rất là nhẹ. Sao sao. Bọn này tín hiệu ăn rất là nhẹ anh em ạ. Nó chỉ hơi mím này chứ nó không ăn liên tục. Rùa đẹp đấy. Wow. Ok. Rồi nhấc lưỡi này. Con này khỏe thật. Wow wow wow. Ô, con này béo rầy mình nha anh em nha. Con này rầy mình chưa các bác này. Anh em ơi, con rô này là con dày mình nhất ở cái chỗ này luôn. Em chưa câu con nào mà nó dày thế này, toàn mỏng đét thôi. Ô này, con này ngon đấy. Phê. Wow.
tuyệt vời đấy. Ok đấy các bác ạ, đánh bó mồi kiểu này rất là hay nhé. Bọn này tín hiệu phao ăn nhẹ thật. Hơi mím 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 này. Ít rồi, cần gắn này. Trùng dây rồi. Gắn trùng dây này anh em ạ. Nick. Lựa âm. Đang ngồi ở vỉa cái trùng dây. Vô phi rồi. Rô. Thêm một chú rô phi nữa anh em ạ. Nó dính từ bên ngoài vào bác này. Ba lưỡi đều dính từ bên ngoài vào. Này chạy đâu cho khỏi nắng. Chà 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 chà. Cứ bình tĩnh thôi. Càng sẫy càng đóng. Nhảy đấy. Mồi vẫn nguyên. Trường hợp này ném luôn các bác. Ấy, á, từ kia cắn kìa. Cái này nó vừa giặt dính rồi, phần này cho dính rồi. Trùng dậy anh em này. Mày trùng này. Đóng. Quay lên luôn. À rô rô rô. Con này to đấy anh em ạ. Tù to đấy. Bảy màu. Ui hờ. Được chú bảy màu, con này thả anh em ạ. Con gì con bảy màu thì không nhã, không ăn được. Con này cũng không phải không ăn được mà chưa ăn con này không sao. Không biết nó có ngon không, thả đi. Ném luôn các bạn ạ. Xô bảy màu. Con này cắn. Con này cắn trùng dây được anh em ạ. Này sẽ quẳng nó. Biết ngay quẳng mà. Rồ 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 rồ. À, được một chú rô phi nữa các bác ạ. Mồi vẫn nguyên. Đóng hai nữa đấy. Vào. Đây, đấy. Đấy, rùa đẹp, rùa to anh em ơi. Á chà. Rùa này bự. Rùa đây. Vào đây. Wow. Có đấy anh em ơi.
em ơi, gốc phi to chưa? Thế chưa? Này con này, con này đã chưa anh em ơi? Rô phi anh em thấy con loại đi câu ngoài tự nhiên được, cái loại này có ai bảo có phê không? Phải nói phê quá đi, có nhìn đẹp đấy. Mà này anh em về thái hỏi ngon. À, cho to đi. Khả năng em cầm cái giỏ lui lui về đây nhỉ? Máy ở đây nó bẩn lắm các bạn. Còn gốc cây. Đây rồi. Ôi giời ơi anh em ơi, một chùm. Chúng mày. Đây. Ôi giời. Anh em ơi, làm phát một chùm hai con. Đoạn bè ở đây nói là nó siêu nhiều luôn các bạn. Hai con thế này thì chú mày dẫy này. Một con. Hai con. Ngồi đấy mà dẫy. Kinh khủng. Nắm dọn bể lắm. Cần gì cắn kìa. Cắn rồi, lịch lịch lịch. Mày nick này đóng ngay chạy đâu em ơi, con gì đây? À, rô bự, rô bự anh em ạ. Ui trời ơi, rô to ngon. Rô bự, rô bự anh em ơi, con rô to chưa, đẹp chưa anh em? Là ngon luôn. Này 20-30 cm. Đẹp đấy. Cá này ăn ngon đấy anh em ạ. Đóng một nửa mồm. Cẩn thận, cẩn thận. Dễ làm sao được. Thận dễ nhảy mất đấy anh em ạ. Mày. Đấy, đóng đúng vào phần xương này, này. Cứ dãy này cuộn. Ok. À. Mồi vẫn nguyên. Em lại cắn, em lại cắn. Em lại cắn rồi. Cắn trùng dây rồi con này. À, con này to. Lướt 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 trên con sóng. Con gì đây? À, thôi đẹp đấy anh em ạ. Đây đồ to. Wow. Anh em ơi, lại thêm một chú rô phi to chưa? Con này đầy mình, con này đầy mình nhá. Này to. Được. Đóng có bao nhiêu, nửa đóng thế này thì có mà chạy vào mát, chạy cầu gì được. Phê chưa anh em nhìn này. Nấy nẹt cho các bác xem. Ấy, các bác nhìn cá cầu như này mới sướng, tươi nhỉ. Quá tuyệt vời luôn đấy. Cho vào đây anh em nhé. Con này
có cái vải anh em cầm để nó đỡ dậy. Đấy, ok. Nữa nó mắc kinh lắm anh em ạ. Mắc tứ tung. Đặc biệt là mắc vào vải, nó có khớp này khó lấy. Đấy, tự nhiên nó mắc vào đây. Rồi, vào đây. Quá đẹp. Ok anh em ơi, thế nào cũng kết thúc một ngày câu cá đầy mãn nhãn các bạn ạ. May nào hôm nay về sau là em chuyển sang đánh lục thì nó được cá, chứ là sáng đánh đài mất nửa buổi sáng không được con gì. May quá chuyển sang đánh lục. Cân thử xem được bao nhiêu cân coi nhá. Cái thùng này của em cân nó là 2 cân 2 cân 2 anh em ạ. Hai cân ba. Đấy, anh em nhìn này, thùng này gần là 2 cân 3. Em đổ cá đây xem được bao nhiêu. Cũng khá nhiều rô phi to đấy anh em ạ. Về đấy. Wow, anh em mình thấy to chưa? À, so với hồ dịch vụ thì cái này gọi là cụ, nhưng mà ngoài tự nhiên này được như thế này thì nói là hàng cụ quá ạ. Đồ to thật đấy. Những con này chắc phải 7-8 nạng một con. Những con to phải 7-8 nạng một con đấy các bạn. Đổ hết vào thùng nhá. Cái này là ngon rồi. À, cho hết nó vào thùng này. Phê quá. Cái túi này cũng sắp hỏng lơi rồi anh em ạ. Đứt hết cái dây ở vành này. Ngon đấy. Xem nào. Cần nó chưa chạy anh em ạ. Bảy cân tư anh em ạ. Bảy. Tôi anh em nhìn này. 7 cân 4. Đấy, các bác nhìn rõ không? 7 cân 4. Vậy tổng ra hôm nay anh em ta được hơn 5 cân. Là quá ok rồi. Ê, anh em nhìn nhá. Ôi, có nhìn được 5 cân tu phi. Còn hàng ngon này, quá ok. Tuyệt vời. Anh em ta thu đồ về nhá.